Nam Thu xin chào các bạn. Hôm nay sẵn dịp Nam Thu trồng một số cây kiểng đó mà. Để giờ mình sẵn cái dịp này mình chia sẻ với các bạn cái cách thức là mình để mình chống úng cái loại cây kiểng mà khi mình trồng vô chậu các bạn. Giờ để Nam Thu chia sẻ với các bạn ha. Cái video này nói chung là chỉ dành cho các bạn mới biết chơi thôi, mới bắt đầu chơi kiểng thôi, chứ mấy lão làng thì đã quá biết cái chiêu này rồi. Nó rất là đơn giản, mà coi gì nó đơn giản vậy mà có nhiều người họ lại quên đi, họ không chú ý, bởi vì khi họ trồng cái chậu xong rồi khi mà xảy ra cái sự việc mà cái cây nó bị úng thì họ mới tiếc. Thành ra nó đơn giản thôi bạn thấy không, đa số mấy cái chậu ngoài thị trường họ bán đó, thường cái lỗ nó rất là nhỏ nè bạn thấy không, nè cái lỗ nó nhỏ lắm, thường nó có một lỗ hoặc hai lỗ thôi. Nhưng mà cái chậu á, mình đem về cái lỗ này á, thông thường nó thoát nước rất là chậm và nó dễ bị úng lắm, dễ bị úng cây lắm. Nếu mà bạn mà phá ra, bạn mà khoan thêm lỗ thì cái chậu nó dễ bị bể. Thành ra mình phải có một cái cách để mình trồng, tại vì khi mà cái cây nó phát triển các bạn, cây nó phát triển á, nó sẽ bám rễ nè. Nó bám rễ lúc đầu mình trồng thì nó thông thoáng lắm, nhưng mà sau một thời gian á, khoảng chừng một năm sau á, cái cây nó phát triển bắt đầu cái rễ nó bao kín vậy nè, nó bao kín cái vô tình chung với nó chèn vô cái lỗ á, nó chèn vô cái lỗ thoát này nè. Đó, nó chèn vô cái lỗ thoát chỗ này nè bạn ha. À, lỗ thoát bé tí như thế này ha. À, cái rễ của nó tròn vô nó chèn vô cái lỗ thoát này nè, bắt đầu cái cây nó bị cái cây nó bị chặn nước lại á, nước nó không thoát lại thì có nhiều người nói tôi tưới cây ít lắm mà sao cái cây tôi nó vẫn bị úng bị chết. Là đúng là tại vì cái chậu của bạn, tuy bạn tưới nước ít nhưng mà nó không có lỗ thoát á. Cái lỗ thoát của nó là do cái rễ của nó lâu năm á, lâu ngày á, cái rễ của nó chèn vô, nó chèn vô cái lỗ thì nó sẽ làm cho cái lỗ bích lại, làm sao mà nó thoát được. Vậy trước khi trồng cây ha, trước khi trồng cây mà vô đất á, thì đương nhiên là đất mà vô trồng cây á, thì các bạn phải chọn loại đất xốp rồi. Đất thì theo công thức của mỗi người, họ thích làm gì họ làm, miễn sao đất họ xốp được rồi, chứ không nhất thiết phải là sư dừa cho cháu tùy rồi ha. Bây giờ mình chỉ các bạn ha, khi mà các bạn chuẩn bị các bạn vô đất cái chậu để mà bạn trồng vô cái cây mới á, thì mấy bạn chuẩn bị một mớ đá hay sỏi như thế này, rải vô cái đáy chậu này nè, bỏ vô đó. Các bạn cứ bỏ một lớp sỏi như thế này nè, mình gọi chung nôm na là sỏi thôi, chứ thật ra có cái gì dụng nấy, có đá hay là có cái gì á, đá mà nhỏ nhỏ mà để đổ bê tông cũng đổ vô không được, tại vì nếu mà viên sỏi mà nó tròn á, đôi lúc nó cũng chèn cái lỗ lại. Tốt nhất là mấy bạn bỏ cái loại đá mà đá dâm, mà đá nó có nhiều cạnh á, là khi nó chồng lên nhau vậy nè, khi mà đá cái nó chồng vô cái thành chậu thế này, nó chồng tới một lưỡi vậy nè, cái đất bắt đầu mình đổ vô, nước nó sẽ thoát và đồng thời cái rễ của nó cây nó có phát triển á, nó phát triển thì nó nằm trên cái lớp đá, lớp sỏi này, nó không có chui vô cái lỗ. Đó là cái đơn giản vậy thôi, rất là đơn giản. Thì mấy bạn thì sau này chọc cây gì á, mấy bạn cứ nhớ nha, trước khi mình vô đất cái cây thì mình chịu khó mình bỏ vô một lớp đá, lớp đá như thế này đây, vô cái đáy chậu là xong xuôi, bắt đầu mình đổ đất vô mình trồng là thoải mái đó. Như là mấy cây này nè, như mấy cây của Nam Thu trồng, thấy chưa, mấy cây này Nam Thu có cây bồ đề nè, cây này thuộc dạng nó dễ tánh, nó không cần thiết phải hàng năm phải xới gốc, miễn sao đừng có úng được nè. Đó, cái chậu như thế này chứ thật ra ở dưới đáy nó mình bỏ một lớp đá dưới, thật thành ra cây nó thoát nước tốt mà. Cái bồ đề mình muốn cho khi mà chơi kiểng, có một số loại kiểng mình muốn kiềm hãm nó lại cho không cho nó phát triển lớn á, thì mình hạn chế bón phân, thì cái lá nó mới nhặt, cây nó mới rùng, nó mới nhỏ lại, chứ nếu mình bỏ phân thường xuyên cây nó dược, nó cao, nó không có đẹp. Đó, cây này như bạn thấy không, cái cây này cũng vậy nè, như cây Kim Quốc này cũng vậy nè. Đó, ở dưới đất của nó lại đây nè, mình có bỏ một lớp sỏi dưới đây rồi, lớp sỏi thì cây này mấy năm mới thay đất một lần, mình không cần thiết phải thay nhiều, tại vì thay nhiều nó tốt quá, cái nó phá cái dáng cây các bạn. Rồi, cây là đó, trong đấy mình có cái mẹo nhỏ để mình chỉ với bạn nha. Giờ hôm vừa rồi khi mà mình cũng làm cái video mình đăng lên, có số bạn trẻ hỏi là cách thức mà để bón phân, bỏ phân hóa học đồ á, thì hôm nay sẵn dịp làm cái clip này thì Nam Thu cũng chia sẻ cho mấy bạn biết luôn là cái nó đây, khi mà cây các bạn mà chuẩn bị trồng xuống á, khi mà cây từ bên ngoài các bạn bứng vô chậu á, thì đương nhiên mấy bạn phải tỉa hết lá xong rồi sẵn dịp đó mình tỉa cành cho nó bớt cành đi, rồi tỉa lá xong rồi bắt đầu mình mới trồng vô chậu. Thì mấy bạn dùng cái loại đây nè, Nam Thu thường dùng cái loại thuốc mà siêu ra rễ như thế này nè,
cứu siêu ra rễ mình tưới vô. Đầu tiên thì mình tưới vô gốc của nó các bạn. Đó, mình tưới vô gốc của nó. Tưới vô gốc của nó một lần thôi. Tưới gốc nó một lần, cái mình để cây ở những nơi mà mát mẻ nó. Khi nào cây nó ra lá, từ từ mình chuyển dần ra bị nắng. Đừng có cho nắng đột ngột nha. Nắng đột ngột nó sẽ bị cháy lá. Đây là cái loại thuốc này nè. Nhưng mà tùy thị trường, cái thuốc này cái năm thu mua ở khu vực mình là nó là đây nó sản xuất ở ở đâu à, chữ nhỏ xíu khó đọc quá à, ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Ở khu vực này thì nó bán mấy cái loại này, nếu mà khu vực của mấy bạn mà không có loại này thì các bạn có thể mua những cái loại khác mà nó có công dụng tương tự gì cũng được. Cái này thì nó kích thích ra rễ mạnh, rễ mà mạnh là cây tăng trưởng mạnh, là tự động nó sẽ ra hoa kết trái thôi. À, nó chống rụng hoa này, nó tăng độ trái, nói chung là nó có nhiều công dụng lắm. Thuốc này nó cũng rẻ mà mấy bạn. Khi mà mình pha đó, thông thường là trong tất cả những cái loại thuốc đó, thì người ta cũng có cái công thức đây nè, họ có công thức để họ hướng dẫn hết à. Nhưng mà có một cái là mình khi mà mình chơi ở nhà mình chơi, mà các bạn trẻ mà chơi một hai chậu á, mình pha mình nhìn cái công thức nó nhức đầu lắm. Tại vì công thức nó là công thức nó áp dụng cho pha cho 16 lít nước, rồi pha nhiều ở tưới trong nông trại á, thành ra ở nhà mình trồng một cái cây rồi thôi mình cứ pha theo cách của mình. Này, đây là nông thu mà dùng cái bình xịt như thế này đây. Cái bình xịt như thế này nè. À, bình xịt này đây là một cái bình xịt 2 lít. Đó, bình xịt 2 lít. Rồi mình chỉ cần mình lấy một cái lượng thuốc là nó cũng không cần nhiều đâu bạn. Lượng thuốc này nè, nó mình lấy chỉ cần 1/3 muỗng như thế này thôi nè. À, muỗng như thế này thôi. Là mình pha vô cái bình 2 lít đó, như thế là mình tưới vô cây, tưới vô lá, phun vô lá, tưới vô gốc là ok rồi. Đó, nó vậy nó tốt rồi. Cái thuốc này nè mấy bạn, khi mấy bạn mà trồng cây mà dâm cành á, thì trước khi trồng mấy bạn nhúng vô cái dung dịch nước này trong vòng 15 phút rồi mới trồng. Còn cũng như là sứ á, sứ thì cái loại nó không cần nước, nó sợ nước, mình nhúng vô nước thì nó không ổn. Thì khi mà mình ngắt nhánh sứ mà nó còn tươi á, nó còn tôm nhựa, cái mình lăn qua chút xíu cái này cái để cho nó ráo không sao, cũng tốt. Còn thuốc này cũng vậy đây. Đây cái loại thuốc này đây. Cái thuốc này là thuốc nó có công dụng là nó vừa trừ sâu với trừ rầy. Cái thuốc này ở đâu làm để ta để nhìn lại coi. Bà mẹ đi chứ chữ chút xíu à, cái này của đâu chỗ nào đó. Cái thuốc này đại khái là thuốc này của miền Nam hả đâu ta? Thuốc này vi thật cô hả vi thật. Này chắc của chữ nhỏ của em thấy. Chữ nhỏ không thấy, nhưng mà đại khái là thuốc này, thuốc nó có nhãn mát, thuốc này của Việt Nam mình, mình Việt Nam mình sản xuất. Thuốc này nó trị vừa sâu vừa rầy, rất hữu hiệu. Cũng có bạn hỏi là nếu mua cái bình này về pha làm sao. Trong đây nói chung nó cũng có hướng dẫn mà, nhưng mà nó hướng dẫn cái sử dụng, người ta sử dụng nhiều. Thì năm thu cũng sử dụng cái bình như thế này đi, cái bình 2 lít này. Khi mà sử dụng bình này thì mình mở nắp ra á. Mở nắp là các bạn chỉ cần lưng cái nắp này à, chứ còn bạn rót vô cái nắp này vừa đầy một cái thôi được rồi. Đó, rót vô nắp này, chế pha vô bình 2 lít là vừa. Nhưng mà cẩn thận nha mấy bạn. Cẩn thận cái thuốc này nha, xài ra chừng mà đổ nó dây ra tay, lúc này rót ra nắp thì nó hơi nguy hiểm, dây ra tay thì phải rửa liền. Mấy cái loại thuốc độc này nè, mình phải giữ cẩn thận, nhất là mấy bạn giữ cái nhãn mát này nè, phòng trường hợp khi mà lỡ có ngộ độc á. Ngộ độc thì mình cầm cái hiệu thuốc này mình đi người ta có thuốc giải độc, bác sĩ có thuốc giải độc. Khi mà phun thuốc trừ sâu á, thì mấy bạn phun vào, một là phun vào buổi sáng sớm, hai là buổi chiều. Thông thường phun buổi chiều thì nó tốt hơn, nhưng buổi chiều tại vì nó có gió nó bạc á, thành ra tôi năm thu chọn phun vào buổi sáng. Tại vì mình phun vào buổi trưa đó, cái thuốc nó nóng á, nó gặp trời nắng nó dễ bị cháy lá. Đó, nó có hai chữ thức vậy thôi. Nó vậy thôi chứ thuốc tăng mới trồng cây thì có thuốc tăng trưởng. Phân thuốc là phân bón lá nè, nó ra kích thích ra rễ nhanh rồi nó. Còn thuốc này thuốc nó trừ sâu, chỉ cần hai cái thuốc này. Chứ khi mà các bạn trồng những cái loại cây mà nó ra hoa chậm quá thì kích thích thì nó có NPK cũng được, vậy thôi. Như vậy đổi ha. Hôm nay năm thu là chia sẻ với mấy bạn vậy ha. Để cho mấy bạn nào mà mới bắt đầu bước chân vô chơi kiển á, chơi lần đầu tiên thì mình sẽ thực hành, mình làm cái công việc này nó có người hướng dẫn thì mình sẽ đổi nhiều công sức để mình mày mò hơn. Thôi bye bye mấy bạn nha. Hẹn gặp mấy bạn trong mấy cái clip kế theo nha. Kế tiếp nha. Bye bye.